Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn khoa học lớp 4 trang 10 đến trang 13, sách Chân trời sáng tạo. Bài 2: Sự chuyển thể của nước. Thì trong bài học này em sẽ tìm hiểu các thể của nước, sự chuyển thể của nước, vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Khởi động, em thấy nước ở đâu trong hình 1? Thì chúng ta thấy ở trong hình 1, các em quan sát thì trong hình 1 thì em thấy nước được đựng ở trong cốc. Rồi một nhỏ các thể của nước. Đầu tiên là phần khám phá, xác định các thể rắn, thể lỏng, thể khí, hơi của nước trong mỗi hình dưới đây. Thì chúng ta thấy hình 2A, hình 2B, hình 4C. Thì các em thấy nước ở trong hình 2A là thể lỏng nè, ở 2B là thể khí, hơi và thể rắn ở hình 2C. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ sự chuyển thể của nước. Khám phá trong các hình 3 và 4, nước đã chuyển từ thể nào sang thể nào? Thì các em thấy ở hình 3 thì nước đang truyền từ thể lỏng sang thể rắn, và hình 4 là từ thể rắn sang thể lỏng. Tiếp theo, luyện tập. Đề xuất và thực hiện thí nghiệm về sự chuyển thể trên của nước. Vẽ lại sơ đồ sự chuyển thể của nước ở hình 3 và hình 4 theo gợi ý. Nước thể lỏng, nước đá thể rắn, nước đá thể rắn, nước thể lỏng. Như vậy, để thực hiện được các thí nghiệm về sự chuyển thể của nước thì em cần đề xuất cho nước từ thể lỏng để vào ngăn đá của tủ lạnh để nước chuyển sang thể rắn, rồi cho nước đá từ tủ lạnh ra cốc để ngoài không khí để nước đá từ thể rắn chuyển sang thể lỏng. Thì ta có sơ đồ chuyển thể của nước như sau: nước đông đặc thành nước đá thể rắn, rồi nước đá thể rắn nóng chảy thành nước thể lỏng. Tiếp theo, khám phá, quan sát hình 5 và trả lời câu hỏi. Sự chuyển thể nào của nước làm xuất hiện hơi nước phía trên nồi? Sự chuyển thể nào của nước làm xuất hiện nước ở dưới nắp nồi? Rồi vẽ lại sơ đồ các sự chuyển thể của nước ở hình 5 theo gợi ý. Nước thể lỏng chuyển thành hơi nước thể khí, và hơi nước ở thể khí sẽ chuyển thành nước thể lỏng. Thì sự chuyển thể của nước làm xuất hiện hơi nước ở phía trên nồi là sự bay hơi. Sự chuyển thể của nước làm xuất hiện nước ở dưới nắp nồi là sự ngưng tụ. Ta có sơ đồ về sự chuyển thể của nước như sau: nước thể lỏng bay hơi thành hơi nước thể khí, và hơi nước ở thể khí sẽ ngưng tụ thành nước thể lỏng. Tiếp theo, thực hành trò chơi ghép chữ vào hình. Chúng ta có các chữ đông đặc, bay hơi, ngưng tụ, nóng chảy. Thì các em sẽ ghép chữ vào hình, rồi chúng ta vẽ lại cái sơ đồ chuyển thể của nước. Thì chúng ta có thể ghép chữ vào hình như sau. Từ hình đầu tiên, chúng ta sẽ qua hình số 2 thì chúng ta sẽ ghép với chữ thành nóng chảy, thể rắn nước, thể rắn nóng chảy thành nước thể lỏng. Rồi tiếp theo, bay hơi sẽ thành thể khí và ngưng tụ sẽ thành nước, và nước sẽ đông đặc. Rồi em có sơ đồ về sự chuyển thể của nước như sau: nước thể rắn nóng chảy thành nước thể lỏng, và bay hơi thành nước thể khí. Rồi thể khí ngưng tụ thành thể lỏng, và thể lỏng đông đặc thành thể rắn. Vận dụng, hãy kể một số ứng dụng về sự chuyển thể của nước trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là phơi khô quần áo.
Như vậy chúng ta hãy kể một số ứng dụng về sự chuyển thể của nước trong đời sống. Đó là chúng ta làm nước cất, làm đá lạnh, rồi xông hơi, phơi khô quần áo ướt. Rồi phần ghi nhớ, nước có thể tồn tại ở ba thể khác nhau: rắn, lỏng, khí, hơi. Nước có thể chuyển từ thể này sang thể khác. Nước từ thể lỏng bay hơi thành thể khí, hơi. Nước từ thể lỏng đông đặc thành thể rắn. Nước từ thể rắn nóng chảy thành thể lỏng. Nước từ thể khí, hơi ngưng tụ thành thể lỏng. Ba nhỏ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Khám phá, quan sát hình 7 và trả lời câu hỏi. Sự chuyển thể nào làm cho nước ở mặt đất, biển, sông, hồ trở thành hơi nước? Hơi nước trở thành hạt nước nhỏ trong mây do sự chuyển thể nào? Nước mưa sẽ rơi xuống những nơi nào? Nước ở những nơi này sẽ chuyển thể như thế nào để tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên? Thì các em quan sát hình 7 dưới đây. Chúng ta thấy là ở đây, các hạt nước nhỏ hợp thành những hạt nước lớn nặng hơn và rơi xuống thành mưa. Rồi khi mà nước mưa rơi xuống thì cung cấp nước cho mặt đất, biển, sông, hồ. Rồi nước ở mặt đất, biển, sông, hồ sẽ chuyển thành thể hơi bay lên, chuyển thành thể hơi bay lên cao do sức nóng của ánh sáng mặt trời, và hơi nước sẽ ngưng tụ lại thành những cái hạt nước nhỏ và tạo thành mây. Như vậy chúng ta sẽ quan sát hình 7 và chúng ta trả lời câu hỏi. Sự chuyển làm cho nước ở mặt đất, biển, sông, hồ trở thành hơi là sự bay hơi. Hơi nước trở thành hạt nước nhỏ trong mây là do sự ngưng tụ. Nước mưa sẽ rơi xuống mặt đất, sông, hồ, ao, biển. Nước ở những nơi này sẽ bay hơi để tạo thành vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Rồi, thực hành luyện tập chúng ta sẽ vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và chia sẻ với bạn. Thì vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên như sau. Nước ở mặt biển, sông, hồ bay hơi lên cao, gặp hơi lạnh ngưng tụ thành hạt nước nhỏ và tạo thành mây. Khi gió thổi, mây sẽ hợp thành những hạt nước lớn nặng hơn và rơi xuống thành mưa, và nước mưa rơi xuống cung cấp cho mặt đất, biển, sông, hồ. Rồi vận dụng, em tập làm nhà khoa học, tìm hiểu về sự chuyển thể của nước, chuẩn bị một bát to, một cốc nhỏ, thấp hơn bát, khô ráo, tấm kính trong, nước nóng, một số viên nước đá. Thực hiện thì chúng ta sẽ rót nước nóng vào khoảng 1/2 bát ở hình 8A. Rồi đặt cốc vào giữa bát, đậy bát bằng tấm kính trong hình 8B. Rồi đặt nhẹ một số viên nước đá lên tấm kính hình 8C. Sau khoảng 3 phút thì quan sát tấm kính và cốc hình 8D và 8E. Thảo luận thì em thấy gì ở trên mặt kính và bên trong cốc? Vì sao có các hạt giọt nước nhỏ phía dưới tấm kính và một số ít nước trong cốc? So sánh các hiện tượng trong thí nghiệm trên với vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Thì khi làm thí nghiệm này các em cần có người lớn hướng dẫn cẩn thận khi rót nước nóng vào bát để tránh bị bỏng, không dùng nước đang sôi. Như vậy thì sau khi quan sát thì em thấy nước đã bốc hơi và tạo thành các giọt nước li ti trên mặt kính. Nước trên mặt kính lại nhỏ giọt xuống phía trong cốc. Có các giọt nước nhỏ ở dưới tấm kính và có một ít nước trong cốc là do nước nóng bốc hơi bay lên nhưng gặp lạnh do những viên đá nên đã ngưng tụ lại, đọng trên mặt kính và hợp lại thành những cái giọt nước và rơi xuống trong cốc. Thì hiện tượng trong thí nghiệm trên mô phỏng lại giống với vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Ghi nhớ, trong tự nhiên thì nước ở mặt đất, biển, sông, hồ bay hơi vào không khí do sức nóng của ánh sáng mặt trời. Hơi nước ở trên cao gặp không khí lạnh ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ tạo thành những đám mây. Các giọt nước nhỏ hợp lại thành những cái giọt nước lớn tạo thành mưa rơi xuống bề mặt trái đất.
Hiện tượng này lặp đi lặp lại tạo nên vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn khoa học lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.